Đồ Thái về anh em ơi. Rổ Starbucks, cảng Starbucks. Hàng này bên mình mới cập nhật mẫu mới về, bao bì mới, giá mới, tỷ giá mới rồi anh em. Giờ cái gì cũng lên rồi. Nên nữa, nhưng mà mình cố gắng thôi, mình về phục vụ cho anh em. Rổ Starbucks, bát Starbucks, cảng Starbucks thì mình có hai màu nha anh em, đen và bạc. Bên mình về rất một khi đã về về rất là nhiều. Mà một khi đó hết thì phải chờ một khoảng thời gian thôi. Mà mong anh em thông cảm. Mẫu mã mới nha anh em. Bao bì mới. Lô hàng này rất là êm, đóng gói kỹ lưỡng của bên đối tác bên mình đưa về cho mình để phục vụ cho anh em. Anh em bao ngày chờ đợi thì nay bên mình hàng về rồi. Quá đã. Rổ Starbucks phiên bản lưới mỏng nè anh em, gắn cho Sirius ha. Anh em như là Sirius FI, Jupiter bắt buộc lên thì cũng được, và chế tiết hàng bát vô nha anh em. Rất là chắc chắn, hàng bát mới đi êm, bao đứng bao êm, bao chở. Mua rổ về cho má đi chợ anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều.